sức sáng tạo, quyết tâm vượt mọi khó khăn, hoàn thành. Để ghi nhận những đóng góp của các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua lao động giỏi, tạp chí kỹ thuật và trang bị tổng cục thuật đến Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Hôm nay chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần thủ trưởng các phòng ban bảo tàng kỹ thuật. Xin được trân trọng.